Chào mừng em đã trở lại với kênh của Công Thích Máy Tính nhé. Thì hôm nay mình mới nhận được một bưu phẩm, đó là chiếc mũi khoan để dành cho anh em đi lắp cam này và các công trình bắt điện nước, bắt bóng đèn treo, bắt bóng đèn này, bắt công tắc này, bắt những cái thiết bị vào tường nhẹ nhàng, dùng những con vít 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 lở vít 6 ấy, dùng những con vít 6 để bắt vào tường nhá. Thì hôm nay mình có một cái mua được cái mũi khoan này thì anh em bắt vào tường, treo những thiết bị này vào tường ấy, thì không cần phải lỏ luôn, không cần lỏ anh em nhé, anh em chỉ cần khoan vào tường phát là bắt luôn con vít đi theo cam này, mỗi cam nó có 3-4 con vít đấy, bỏ lò của nó đi, bắt thẳng cái đấy vào tường luôn, ghim luôn cái chân đế hoặc cái gì đấy vào tường. Thì bây giờ thì mình cùng anh em là mở hộp sản phẩm và khoan test cho anh em xem thử nhá, em nó chất lượng có được ok không. Với cái dụng cụ này anh em đi làm ấy thì cực kỳ nhẹ nhàng, không cần khoan bê tông nữa. Hồi xưa mà neo thang lên mà để vác cái khoan bê tông lên trên thang ấy mà để khoan ấy thì cũng cực kỳ là một cực hình, không những nó nặng mà nó lại chênh vênh. Mình đã leo thang cao rồi mà cái lực cầm cái khoan ấn ấy thì thực sự là nói thì nó hơi bị cứng tay, nên là dẫn đến là rất nguy hiểm. Thì với cái bộ mỗi cái mũi khoan đa năng này thì anh em lắp cam ấy thì cực kỳ nhàn luôn. Rồi ok, cùng mình mở hộp như em nói nhá và test thử luôn. Anh em cùng xem và cho ý kiến ở bên dưới video nhé, xem anh em đã mua, đã dùng thử chưa và đã trải qua cái mũi khoan này như nào, có cái ý kiến gì thì cùng đóng góp trao đổi xuống bên dưới cùng mình thảo luận. Còn anh em là chưa có mua ấy, thì xem video và xem cũng nên mua thử hay không về để dùng đấy, rất tiện luôn. Cái mũi khoan này đi mới combo một súng bắn vít và một cái khoan pin. Cặp combo đấy bây giờ đang bán trên thị trường là hơn 2 triệu một cái cặp combo ấy, rất chi là nhẹ nhàng, dùng 16V, động cơ không chịu than. Thì tí nữa mình sẽ cho cái ảnh của cái combo ấy vào cho anh em xem nhé. Anh em mua combo đấy thì cực kỳ đảm bảo, với cái này đeo ở chân người đi lên trên thang cực kỳ nhẹ nhàng luôn, nó không nặng nề. Rồi ok, anh em cùng xem video nhé. Hôm nay thì mình mới mua được một cái mũi khoan, đó là cái mũi khoan mà đa năng đấy, dành cho anh em đi lắp cam nhé, hoặc là lắp điện cũng được. Thì cái mũi khoan này nó có ưu điểm là bắt vít vào tường không cần lỏ nhé. Đấy, mình mua nó vì nó có cái là bắt vít vào tường mà không cần lỏ. Đấy, khi là mình khoan lên, và cái thứ hai nữa là mình chỉ dùng cái súng bắn vít để là được, không cần phải dùng cái khoan bê tông nữa. Nó chính vì nó tiện lợi như thế. Thì bây giờ thì mình sẽ thử hai con vít này và mình sẽ mở cái hộp ra. Mũi này thì mình mua ở trên Shopee ấy, với giá là mình mua 3 mũi, nó là 3,2 inch này. Đấy, và nó là 35.000 một mũi, 3,2 inch và 35.000 mũi. Mình mua 3 mũi kèm tất cả vận chuyển nữa vào là 121.500 đồng. Đây, bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Cái này thì nó sẽ khá là thuận tiện cho anh em đi làm công trình đấy, tại vì chỉ cần trang bị thêm một cái súng bắn vít, cái loại pin 16V thôi, của một cặp súng bắn vít khoan và súng bắn vít, nó rơi vào 2,2 triệu là anh em đi lắp cam rồi, cực kỳ nhẹ nhàng luôn nhá. Trong hộp thì nó chỉ có đây thôi. Do tháo tang một tay nên nó hơi khó, các bạn thông cảm nhé.
Rồi, ok, đây. Đây là cái mũi của chúng ta. Mũi khoan này thì nó đây 3,2 mm đây. Chữ thì toàn tiếng Nhật. Ulika Việt Nam nhé. Chả biết có phải Nhật thật không. Chắc khả năng là sản xuất tại Việt Nam các bạn ạ. Thực ra cái mũi này thì mình chỉ quan trọng là độ bền của nó thôi. Nó bền như nào. Mũi rất nhỏ. Và bây giờ mình sẽ bắt vào cái khoan rồi mình test cho anh em xem nhé. Đây là cái khoan của mình này. Thao tác một tay nó hơi khó. Hiện tại thấy anh em bắt cái mũi này khá là hay, thì mình cũng phải mua về để mình đi bắt cái cam ấy, hoặc là treo các thiết bị mạng ấy. Nó không phải dùng cái khoan bê tông nhiều quá. Nhiều khi mà các bạn hiểu là leo thang lên cao ấy mà cầm cái khoan bê tông ấy nó khá là nặng. Mặc dù nó là khoan pin ấy nhưng mà nó 36V. Rồi bây giờ thử đầu tiên thì mình sẽ khoan nó vào đây. Và đây là tường cay nhá. Để chế độ khoan. Để chế độ khoan nhá. Đó, 2 3. Và tiếp theo là mình sẽ thử cái con vít này. Khá chặt các bạn ạ. Ok đấy. Bắn đến lúc mà búa này nó phải ok nha các bạn nha. Mình thử thêm một mũi nữa này. Đối với kia giờ những cái mũi như này chúng ta để bắt trực tiếp cái vít của cái cam này nhá. Ở trên cam nó có cái vít ấy. Đây. Trên cam nó có cái bộ vít nỏ như này của nó. Mình bỏ qua lỏ này, mình chỉ cần bắt bọc cái này vào là ok. Khá là tiện. Mình sẽ test thêm một cái lèn bê tông này. Đây khả năng là cái bê tông. Đấy. Mình thử xem này. Chỗ này trước mình cũng khoan thử rồi, khoan bê tông. Lấy con vít đi theo cái cam wifi nhá. Bắt xuống này. Ai à? Kinh không?
gãy luôn cả vít. Ê, không phải dạng vừa đâu, chứng tỏ cái lỗ của nó khá là ổn đấy các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần mua cái vít ok là ok nhá, bắt đầu ghim gãy cả vít luôn. Sau khi khoan ba lỗ rồi thì các bạn nhìn này vẫn còn khá là ok nhá, khá là bén đấy, không bị cùn đâu, ổn. Nói chung là so với cả những cái tường gạch tường bây giờ ấy thì ok nhá. Đấy, khá trâu, đánh giá của mình là được, sẽ sử dụng thường xuyên cái mũi này. Rồi, video đến đây mình kết thúc nhá. Anh em làm nghề thì nên mua cái bộ này, mình không cần nên quan tâm đến nỏ nữa, mình chỉ cần bắt cọc cái ấy vào cái bit, vào cái mũi khoan của mình, vào cái tường. Giờ nó đa số là toàn tường xi măng rồi, trừ những cái chỗ nào mà gạch ống ấy, gạch ống thì chúng ta phải dùng lỏ thôi, còn nếu mà tường mà gạch bình thường thì vẫn ok nhá, mà kể cả gạch ống mà dùng lỏ thì nó vẫn hững ở giữa. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem video nha. Anh em thấy hay thì cho mình xin một đăng ký kênh, cùng với cả anh em có ý kiến gì thì cùng comment xuống bên dưới thảo luận nhá. Chào anh em nha.